Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Nhà một trệt một lầu sổ hồng riêng 2 tỷ 400 triệu, trung tâm của thành phố Di An, phường Đông Hòa, quốc lộ 1K ngay phía trước, Big Sigo ngay phía trước luôn quý chị. Đây là một căn nhà giá rẻ 2 tỷ 400 triệu, sổ hồng riêng, một trệt một tầng lầu, sở hữu một vị trí vàng tuyệt đẹp. Ở đây này quý chị, đi học nha, con em đi học nha, từ mẫu giáo cho tới đại học luôn quý chị ạ. Kế bên làng đại học luôn đó. Một căn nhà mà đáp ứng về tiện ích xung quanh, bủa vây quý chị nha đó. Còn chợ, trung tâm thương mại Bixi ngay phía trước, bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức ngay bên đây, bên Bixi luôn, đối diện luôn. Em ra em quay cho anh chị mình xem cái đường trước nhà của mình này, nhìn vậy thôi nhưng mà đường thông quý chị nha, ô tô là đi lọt quý chị nha, không né nhau được nhưng mà đi lọt nha. Nói chung là cái này thì đi ở căn nhà này thì đi xe máy là tuyệt vời nhất. Còn cái hẻm này, cái đường này là ô tô đi lọt và hẻm thông quý chị nha, hẻm thông nha. Quốc lộ 1K là ngay đây quý chị nhá. Thông tin em Hải đưa là đầy đủ chính xác, minh bạch nha, công khai nha quý chị nhá. Bixigo đúng không ạ? Đó, quý chị thấy không? Đây là một căn nhà có một cái vị trí tuyệt vời đẹp luôn quý chị ơi, bao đẹp luôn. Đó, nói về số 1 là căn nhà này. Bixi này, đầu tiên là Bixi này quý chị, Bixigo này. Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức quý chị thấy không? Đó. Bên Bixi này là thành phố Di An, bên bệnh viện quốc tế Thủ Đức á, bệnh viện Hoàn Mỹ quốc tế Thủ Đức á là thành phố Thủ Đức. Ở đó đang có một cái chung cư của Thái Bình Xu, tập đoàn Thái Bình Xu đang xây quý anh chị thấy không? Cái đường GS1 mà chỗ Bixi đây này sẽ nối thẳng qua làng đại học quý anh chị nha, đã làm rồi đó. Quý anh chị nha. Đó, là cái đường đó đó, tương lai là nó nối thẳng qua làng đại học quý anh chị nha. Còn đây là quốc lộ 1K mình đây nha. Tính ra là căn nhà mình cách Thủ Đức đúng 3 bước chân quý anh chị. Đó, bên đó là Thủ Đức, bên này thành phố Di An. Thì căn nhà này của mình về tiện ích là đầy đủ quý anh chị nha. Học từ mẫu giáo cho tới đại học luôn quý anh chị ạ. Làng đại học quốc gia này, ngay bên sau phía sau này. Phía sau là làng đại học quốc gia này quý anh chị. Đó. Một đường thẳng này thôi anh chị sẽ chạy thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất quý anh chị nha. Sân bay Tân Sơn Nhất một đường thẳng này quý anh chị nha. Đó, còn đây là Bixigo nha. Đó, căn nhà mình là phường Đông Hòa, thành phố Di An. Đây là một căn nhà mà sở hữu vị trí gọi là vị trí vàng quý anh chị nha. Siêu đẹp nha, căn nhà mình ngay chỗ đó. Nhà mình đây quý anh chị nha. Đây là căn nhà ngang 5m quý anh chị, một trệt một tầng lầu. Đó, vị trí hồi nãy em đứng là phía trước đó quý anh chị nha. Bixi ngay phía trước nha, bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ phía trước nha, quốc lộ 1K phía trước nha. Cách Thủ Đức 3 bước chân đúng quý anh chị ha. Hẻm thông nha. Đây, đường trước nhà thông nha. Đây, ô tô đi lọt quý anh chị nha, thông nha, làng đại học quốc gia bên đây nha. Đó, vài bước chân thôi quý anh chị nha. Đó, thế đây là một căn nhà sở hữu một cái vị trí rất là tuyệt vời quý anh chị nha, khu vực trung tâm thành phố Di An và đây là phường Đông Hòa. Đó, và một căn nhà giá rẻ dành cho toàn thể quý anh chị cô bác nào mà đang cần tìm một căn nhà giá rẻ ở ngưỡng 2 tỷ 400 triệu để mình phù hợp cho con em mình có thể học và làm việc ở khu vực làng đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì những anh chị nào mà đang cần tìm nhà cho con em mình ở làng đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và giá rẻ, phường Đông Hòa, sát bên là thành phố Thủ Đức, thì chỉ có căn nhà này thôi. Đây là một căn nhà sổ hồng riêng sẽ đáp ứng được tất cả các cái nhu cầu đó cho toàn thể quý anh chị mình nhá. Thì diện tích của căn nhà này quý anh chị này, 42m2 quý anh chị nhá. Nhà là 42m2 sổ hồng riêng nhá. Sang tên luôn, công chứng luôn, ra phòng công chứng quý anh chị nhá. Bên em chỉ bán là ký gửi, nhận ký gửi tất cả các bất động sản, đất nền, nhà phố là chỉ phải là sổ hồng riêng quý anh chị nhá. Đó, sổ chung bên em không có làm. Anh chị yên tâm về pháp lý nhá. Đây là một căn nhà sổ hồng riêng mà em Hải đang review cho toàn thể quý anh chị mình xem trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, duy nhất trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản quý anh chị nhá. Bên em chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt nhà mình đâu quý anh chị này. Đó, em đang ghi hình khu vực tầng trệt cho anh chị mình xem nhá. Thì đây là một căn nhà giá rẻ, vị trí đẹp quý anh chị nhá. Nhà này là 42m2 và có 30m thổ cư rồi. Đó, nhà một trệt một lầu. Nhà đã qua sử dụng. Nhà này là vị trí là ngay làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kế bên Bixigo và kế bên thành phố Thủ Đức, gần bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức. Nằm trên trục đường quốc lộ 1K. Đường trước nhà là hẻm thông. Đó, thông tin em Hải đưa là đầy đủ và chính xác nhá. Nếu mà anh chị mà ở khu vực này, anh chị xem trong cái video này, anh chị sẽ biết cái vị trí nhà của mình luôn. Rất là đẹp anh chị ơi. Giá rẻ cần bán gấp. Nên là anh chị nào mà quan tâm, anh chị nào thấy phù hợp anh chị nhá, cho con em mình học tập làm việc khu vực làng đại học. Đó, hoặc là thuận tiện cho toàn thể quý anh chị mình mà muốn có hộ khẩu tại phường Đông Hòa, thành phố Di An. Đó, thì mình hãy mua ngay căn nhà này. Đây là một căn nhà sổ hồng riêng giá rẻ. Đó, ở Đông Hòa mà tìm những căn nhà rẻ như này là không có đâu quý chị ơi. Mà đây lại được một cái vị trí vàng đó, vị trí ngay bên Bixigo. Đó, nói chung nói đi nói lại thì căn nhà này điểm cộng là ngay Bixi. Đó, rất là đẹp quý chị ơi. Nhà Bixi luôn quý chị nhá. Đó. Trên lầu nhà mình đâu quý chị. Trên lầu nhà mình bên trong đó là một cái phòng ngủ và phía ngoài này là một cái khoảng đang để trống này, và cái này là mình làm phòng ngủ được luôn quý anh chị nhá. Vậy là mình có thể có 2 cái phòng ngủ quý anh chị nhá. Đó, nguyên một cái chỗ trống rộng lớn như thế này quý anh chị này. Phía ngoài này có một cái ban công nữa, để em quay cái phòng ngủ trước cho anh chị mình xem trước đi ha. Đây. Đó, đây có một cái phòng ngủ riêng luôn quý anh chị nhá. Phòng ngủ á, nhà vệ sinh mình nhá. Nhà vệ sinh mình đây quý anh chị này. Đó. Đây, phòng ngủ của mình đây. Có cái cửa sổ đó quý anh chị. Có cái lối giếng trời xuống dưới tầng trệt luôn nhá.
Đó, đây là trên lầu cho mình nhé, lầu 1 nhé. Đó, một cái khoảng trống này mình có thể ngăn ra một cái phòng ngủ ở đây được, đúng không anh chị nhá. Đó, vậy là nếu vậy là nhà mình có thể chuyển đổi công năng thành hai phòng ngủ anh chị ha. Đó, rất là ok đúng không anh chị ơi. Thì đây là một căn nhà giá rẻ ha, sổ hồng riêng. À, 42 m vuông, thổ cư 30 m anh chị nhá. Nhà ngang 5 và dài dài chưa được 9 m, 8 m mấy. Đây ban công phía trước này, nhà có ban công đúng không anh chị này. Đó, đứng đây nhìn thấy Big C luôn anh chị nhá. Đây nhá. Đây này. Quốc lộ 1K đó, Big C đó anh chị thấy đỏ đỏ đó, đó là Big C đấy nhá. Đây đường trước nhà này, đó. Cái ban công nhà mình này, trời mưa rồi quý chị ha. Rồi, 2 tỷ 400 triệu vẫn còn nói chuyện, vẫn còn thương lượng anh chị nha. Sổ Hồng Dream nha, phường Đông Hòa, thành phố Di An ngay Big C nha. Ngay bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thành phố Thủ Đức nha. Giáp ranh thành phố Thủ Đức 3 bước chân nha. Cách làng đại học thành phố Thủ Đức 3 bước chân quý chị nha. Trục đường quốc lộ 1K nha, bao đẹp bao hời bao rẻ nha. 2 tỷ tư còn thương lượng còn nói chuyện nha. Một trệt một lầu quý chị nha. Rồi. À, anh chị nào mà thấy căn nhà này phù hợp, thấy căn nhà này rẻ, thấy căn nhà này mà có thể mua cho con em mình có thể là ở đây và đi học ở khu vực làng đại học thì mình vào việc quý chị nha. Duy nhất chỉ có căn này với giá rẻ này thôi. Rồi em Hải xin cảm ơn.